Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thay dầu của cái máy làm chiên dầu. Thì hôm nay mình có 4 cái nhưng mà mình sẽ chỉ làm một cái để hướng dẫn mọi người. Thì đầu tiên chúng ta cần mình sẽ dùng một số cái như là cái gắp này. Thì mình sẽ gắp cái miếng giá ở dưới lên. Cái này là tí mình cạo cạo cái phần. Cái này là cái phần trà để mình trà hai bên để cái cạnh, mình đẩy cái cạnh ở hai bên xuống. Cái này là một cái ca, một cái gáo để mình múc cái dầu dội xung quanh để nó rửa, để nó tạt mấy cái dầu bẩn xuống. Một cái xô. Ngoài ra chúng ta sẽ cần thêm một số cái khăn. Các bạn sẽ phải mở ra ở dưới này. Đấy, cái khăn mình sẽ đặt ở dưới nền nhà để sao để tí nữa cái dầu nó có rớt ra thì nó cũng vào cái khăn, hoặc là tí mình dùng cái khăn lau luôn. Đấy. Cái việc đầu tiên ấy, các bạn thấy thường là ở cạnh cái cánh cửa nó sẽ có một cái ống dầu. Đấy, nó có trên đầu nó có xoáy. Đấy, và mình sẽ đưa vào đây. Vặn nó vào. Đó. Nó có rèn ốc hết rồi. Các bạn phải đeo găng tay. Tránh dầu nó vào tay. Sau đó là các bạn sẽ đặt cái chậu vào đây. Thì tí nữa là mình chỉ việc lấy cái, mình chỉ việc đẩy cái này ra để cho dầu nó chảy vào. Mình sẽ dùng thêm cái này để tí nữa mình những cái bạn biết là những cái khoai tây chiên ấy, khi mình nhúng vào ấy, thì nó bị rơi xuống dưới đấy, khi mình xả dầu nhiều khi trong quá trình nó chảy ra nó bị tắc, nó bị kẹt ở đấy, thì mình sẽ lấy cái này để thọc đấy, hoặc bất kỳ một cái gì các bạn có thể thọc được. Nên đây là cái dụng cụ nó chuyên dụng dành cho cái máy fryer. Trước khi mà mình xả dầu ấy, mình sẽ ngoắn qua một chút. Đấy, để cho cái cặn nó lên. Nó lên để tí nữa nó ra nó theo dầu cả bát ấy, theo dầu. Còn những cái nào mà còn mà nó chưa ra, lúc đó là mình sẽ xả. Bây giờ mình sẽ dùng cái gắp. Mình gắp cái miếng giá ở trong cái fryer ra. Để nó sang cái bên cạnh. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ngoắn. Ở dưới nó sẽ có rất nhiều cặn, nó làm nó lắng đọng ở dưới. Sẽ là lúc mình sẽ bắt đầu xả dầu này. Mình sẽ vặn nó ra, vặn từ từ để cho dầu nó ra. Đó, các bạn sẽ thấy dầu nó ra. Đấy, rất nhiều cặn bẩn. Rất là bẩn, rất là đen, dầu đen xì luôn. Còn ở trên này thì mình sẽ tiếp tục mình ngoắn để cho cái cặn bẩn nó ra. Cái dầu này mình để càng lâu, mình đun càng nhiều thì nó sẽ càng đen, do đó là tùy vào cái mức độ mình dùng. Thường ở bếp của mình thì mình sẽ thay một tuần hai lần, một lần là vào thứ ba và một lần là vào thứ sáu hàng tuần. Rất là đơn giản. Đấy, ví dụ bây giờ mà mình thấy nó chạy chậm như này chứng tỏ nó đang bị tắc. Nó đang bị tắc thì mình sẽ thọc nó thì mình sẽ thấy là cái dầu nó sẽ chảy ra nhiều hơn. Đấy. Nó đang bị tắc đó. Giờ mình sẽ nhả
nhảy cho dầu nó xuống nhiều hơn, nhanh hơn. Các bạn thấy dầu đen xì không? Nước dầu đen xì luôn. Đấy. Khi mà nó gần đầy cái chậu thì mình đóng lại để mình thay sang cái chậu khác, không tí nữa nó đầy quá. Đấy. Cái thùng này thì là cái chậu này thì là chậu sơn, thùng sơn. Đấy. Thay sang cái thùng khác. Cái thùng này các bạn nhìn thấy nó sẽ bẩn hơn, tại vì thùng này nó chuyên đựng cái cặn cuối. Đấy, nó bẩn hơn. Đấy, bây giờ mình lại mở hết cỡ ra. Giờ các bạn nhìn vào trong này thì mình sẽ thấy nó rất là bẩn. Đấy. Cặn đen xì bám đấy. Bình thường như thế này thì mình sẽ dùng cái dầu ở phía bên cạnh. Thì tí nữa mình cũng đằng nào mình cũng phải xả đi. Mình sẽ dội vào xung quanh. Đấy, để cho những cái cặn nó bám ở xì ở thành nó trôi xuống. Có nhiều người thì bằng cách là xả bằng nước ấm, nước nóng để cho nó sạch. Nhưng mà mình thay vì mất thêm cái công đoạn đấy thì mình sẽ dùng luôn cái dầu cũ ở bên này mình xả đi. Đấy. Cái cuối cùng sẽ là cái mà mình sẽ dùng nước ấm, nước nóng để mình xả cho nó sạch. Trên cái đầu tiên là mình dùng những cái dầu cặn ở bên cạnh. Mà thường cái dầu ở bên trên cùng thì nó sẽ sạch hơn là cái dầu ở dưới đáy. Còn cái này nó ở phía cuối thì mình sẽ dùng cái muỗng để mình cạo. Mình cạo cho nó sạch hết đi. Đấy thì về cơ bản thì chỉ có như thế. Khi mà nó chờ một lúc cho nó dốc, các bạn sẽ đóng lại. Đấy. Các bạn sẽ đóng cái tay nắm này lại. Đây nó vẫn còn đang chảy tí tách một chút cặn. Mình sẽ đóng lại. Đấy. Đóng lại thì nó sẽ không chảy nữa. Chảy nữa thì mình sẽ vặn ra. Lau chùi qua sạch sẽ một chút. Nó chùi qua sạch sẽ một chút. Các bạn sẽ thấy nó sẽ chảy xuống, nó rơi xuống nền nhà đây. Đấy, từ cái ống này mình sẽ lau qua. Đó, mình đóng nó lại. Đóng lại thì sau đó là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là đổ dầu vào. Đấy. Mình sẽ lấy can dầu ra. Đây mình có hai can, một can này thì đang rụng dở rồi. Mình đổ vào. Rất là đơn giản. Các bạn sẽ thấy mình đang xả dầu vào. Sau khi hết thì mình lại tiếp tục mình mở cái dầu kia, được mở tiếp. Đơn giản. Tiếp tục đổ vào. Thường thì tùy từng bếp, nhưng bếp của mình thì có 4 cái máy xuyên dầu. Cái là trên gà, trên thịt, một
cái chiên chiên cá, cái chiên chiên những cái đồ da. Ngoài ra nếu mà để ý thì ở mỗi một cái bếp chiên dầu này mình sẽ có một cái, nó có một cái chữ vạch là max. Đấy, thì khi mình đổ dầu nó tới cái vạch max đấy là mình dừng lại. Các bạn cũng có thể đổ thêm một tí cũng được, nhưng mà thường thì tới cái vạch max là cái vạch người ta khuyến cáo để nó an toàn. Đấy thì như vậy là mình đã thay được cái dầu cũ, mình đổ được dầu mới. Đấy, về cơ bản là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hy vọng lần sau mình sẽ có thể hướng dẫn thêm các bạn nhiều cái video khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên là nhấn nút subscribe. Cảm ơn các bạn nhiều.